Thí dụ như có gì nói dối với cha mẹ thì nên sửa lại. Có những hành động gì không đúng đắn thì mình coi điều chỉnh lại. Nên những đức nói rằng là một người mà nói lời giả dối là thiệt thòi về mình. Nhớ nghe các con. Một người nói lời giả dối là thiệt thòi về mình. Một con người mà thiếu đạo đức thì thiệt thòi về mình. Còn nếu như các con là người nói lời chân thật thì các con được lợi ích lớn dữ lắm. Lợi ích rất là lớn. Vì khi mình nói lời giả dối á, là người ta sẽ không tin các con nữa. Mà cái khổ nhất của con người đó là người ta mất lòng tin với mình. Người xưa nói câu rất là hay: một lần thất tín, vạn lần thất tin. Người ta mất lòng tin với mình là mình mất uy tín. Mà một con người mất uy tín, các con có lập được sự nghiệp không? Thí dụ như một người có chức phận mà các con mất uy tín, các con cũng mất luôn chức phận. Mà một con người mà mất dư tín là khó có niềm vui lắm. Nhớ. Nên mình phải có cái tâm chân thật. Tại sao những đứa cứ nhắc hoài chỗ này? Vì mình rất dễ giả dối các con. Thí dụ như giờ tất cả các bạn trai ở đây, các con nghĩ gì nè? Mình vào trong đây mình sống, quý thầy lo cho mình. Mình ngoan một chút quý thầy khỏe. Quan năm quý thầy còn tổ chức khóa tu mùa hè nữa. Còn nếu như mà năm nay mà mình làm quý thầy mệt quá, cực quá, biết đâu quan năm quý thầy nghỉ tổ chức làm sao. Tại vì chương trình tổ chức xong, những đứa còn hỏi quý thầy các cháu làm sao. Các con nhớ nè, có những bạn đi đến đây á, mà thí dụ như chơi chung với mình nhau mà cái gì không phải đó, là có khi các bạn đó về nhà mới nói nghe. Về nhà mới nói cho cha mẹ nghe. Còn ở đây khi không dám nói mà về nhà mới nói. Bữa đó có thằng trai ở đây, nó bị các bạn nói cái gì đó, vậy mà nó về nhà nó mới nói với cha mẹ nó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình khi vô trong ngôi tam bảo, quý thầy quý chú lo cho nhiệt tình. Nhưng mà có cái gì rồi có khi mình vô trường học mình kể với các bạn là tôi đi vô chùa vậy, không phải. Mình có lỗi lắm á các con. Thí dụ như tại sao mình không nhìn cái tốt á? Mình nhìn cái tốt là gì? Các con đi vô chùa, các con học tập, các con có đóng tiền không? Vậy quý thầy quý chú có cho các con ăn đầy đủ không? Cũng như bữa nay những đức qua đây, những đức điện thoại kêu mua cho mỗi đứa kem với bịch bìm bìm hả? Hay bim bim? Bịch bim bim bìm bìm vậy đó. Nghe không? Nó là mua kem với bìm bìm hay bim bim cho các con ăn, thấy chưa? Các con vừa không đóng tiền mà còn được lo ăn uống đàng hoàng. Cái tốt đó tại sao mình không nhìn? Các con hãy nhìn cái tốt đó thì các con có phước liền à. Còn thí dụ như một số bạn vô đây toàn là những bạn đang sửa đổi lỗi lầm. Mình có lỗi, chắc chắn là mỗi bạn đây chúng ta đều có lỗi hết. Bản thân bạn kia có lỗi, mình cũng có lỗi. Chúng ta là người đang xây dựng, đang sửa lỗi. Mình đang ở trong ngôi nhà tam bảo. Thí dụ như tất cả các bạn trai đây mà có con khôn nhất, mà cách học tập này rất khôn nè. Các con sống với các bạn trong đây, các con thấy bạn nào không đúng, thầy dạy nói thật mà bạn nói lời giả dối. Trước mặt thầy thì gì mà sau lưng bạn thì khác, không đúng. Mình chỉ cần nhìn bạn đó thôi, mình biết tương lai bạn này không có tương lai. Bạn đó như vậy là không có tương lai. Tuyệt đối mình không học giống bạn đó. Các con mà có khả năng học tập gì thì rất khôn, đặc biệt là khôn luôn. Tại vì đó là mặt trái nhắc mình. Những đứa nghe nói bây giờ đi học nhỏ nhỏ thôi đã hút thuốc điện tử.
Một thuốc điện tử còn rủ nhiều người hút thuốc điện tử nữa chứ. Có nhiều bạn nói rằng hút thuốc điện tử không có ghiền thầy ơi. Không có ghiền sao kéo hoàng chi vậy? Thà mình không hút còn đặc biệt hơn đi cầm thuốc nó hút làm gì. Bộ Y tế người ta đã kiểm định giữa thuốc điện tử và thuốc bình thường. Người ta nói rằng thuốc điện tử có nguy cơ ung thư gấp 15 lần. Gấp 15 lần thuốc bình thường. Ghê chưa? Vậy mà nó hút thuốc điện tử không có gì. Có nguy cơ ung thư gấp 15 lần thuốc bình thường. Kinh không? Cái đặc biệt nhất của các con là không cần tập hút thuốc. Thuốc nào cũng có hại. Hút thuốc là không đặc biệt. Trước nhất là các con bị hôi miệng, răng mau hư, phổi lủng, tổn mình, tổn người. Đặc biệt nhất là không tập hút thuốc. Một thanh niên mà không hút thuốc, răng mình trắng, miệng mình không hôi, nói chuyện cũng tự tin hơn. Có bạn gái mà nói chuyện gần người ta mà cái miệng hôi rình, ai mà thích các con? Các con thích người hôi miệng không? Đó. Nhất là cái mùi thuốc khi hút. Cái miệng hôi rình mà răng đen thui. Các con thấy cái răng đen đẹp hay răng trắng đẹp? Vậy thì đừng có tập hút thuốc. Hiểu không? Mình hút thuốc điện tử làm gì? Nó cũng tốn tiền. Đó. Mà bây giờ các con vô ngôi nhà Tam Bảo, các con nhớ nghe. Ở trong Tam Bảo nó có nhiều loại lắm. Phật cũng có, mà ma cũng có. Bây giờ những đức ví dụ Phật và ma thì các con dễ biết nè. Quý thầy quý chú thương các con, lo thì các con là Phật. Nhưng trong các con có những bạn không nghe lời, hung dữ bạo ngược với mọi người là ma. Các con nhớ đó. Thí dụ như Phật thì từ bi, nhưng ma thì giải quyết vấn đề thẳng. Có đứa bé nhỏ kia đi vô chùa thì các con mới thấy cái nhân quả ghê thiệt. Đi vô trong chùa, leo lên cái lan can. Quý thầy nói con đừng có leo lan can nghe. Bạn đó chờ thầy đi, xong leo lên cái lan can, té xuống gãy cái chân. Ghê chưa? Thấy không? Đó là vì cái gì? Không biết nghe lời. Các con biết nguyên một cái ngôi chùa lớn, vì con người sống trong đây cũng đông, mà ma cũng không ít ở trong đây. Ma là gì? Là hương linh chết rồi chưa siêu. Người ta cũng biết về Tam Bảo để nương tựa. Mà các con về đây mà các con giỡn hớt la lối sùm, những giờ quý thầy mà cho nói chuyện cho chơi thì chơi, còn giờ nào quý thầy kêu nghỉ là nghỉ, còn giờ nghỉ mà đi giỡn, đi quậy phá, đi la lối sùm là có chừng ma tìm các con đó. Những đức cho phép. Nhớ tất cả các thằng trai nhớ nghe, những đức đã nói lên gì rồi ma xung quanh đã nghe hết rồi đó. Có nghĩa là giờ nào quý thầy quý chú cho chơi thì chơi, giờ nào quý thầy quý chú nói ngủ là ngủ, đàng hoàng nghiêm túc. Đừng có nói trong chùa, cả ngoài đời luôn cũng vậy. Qua cái chặng dịch bệnh mà chết khắp nơi nơi này là cô hồn rất nhiều. Nhất là những đứa con bất hiếu với cha mẹ, đứa con hổn với cha mẹ, đứa con lì với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn. Cha mẹ cho tiền đi học hành mà không lo học hành đàng hoàng, hư hỏng ăn chơi bạo ngược, thì những đứa này các con coi chừng nè. Tại vì sao? Vì phần nào tìm phần này. Các con nhớ nghe, hiền tìm hiền, dữ tìm dữ. Các con cẩn thận. Đây là những đức trong ngôi Tam Bảo thấy rõ ràng 100% luôn. Đó, rất là rõ ràng luôn. Có đứa bé này, cha mẹ nó la nó, la nó xong nghe, liếc mắt lành nè, kên cha mẹ nó. Có nghĩa là nó kên rất nhiều lần. Các con biết rằng có một lần chờ mưa sấm sét ầm 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 ầm, không biết chờ đánh làm sao, tự nhiên nó cái đầu nó nghiêng bên luôn.
con mắt trợn trắng, cái đầu nghiêng bên luôn. Thì ba mẹ nó dẫn qua chùa Hộ Pháp bên kia. Ngày nay mới gặp những đức. Ba mẹ nói nó hỗn lắm thầy ơi, nó hỗn ẩu dữ lắm luôn, nghịch ngợm nữa. Cha mẹ la nó là nó kênh lại, hoặc là nói cửa trước nó lòn cửa sau, nó nói chuyện gạt cha mẹ luôn, và vô trường học hung dữ bạo ngược. Ba mẹ la hoài nó không nghe, không biết quả báo đến làm sao. Trời mưa sấm sét ầm 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 ầm, chờ đánh một cái không biết làm sao. Bây giờ cái đầu nghiêng bên, mắt vẫn trắng luôn thầy. Nhờ thầy giúp giùm, cầu nguyện sao cho nó cái đầu nó trở lại bình thường. Nói tờ ơ, thôi mấy cái đứa này mà nó bắt hiếu với cha mẹ nó quá, cái đầu nó nghiêng qua một bên. Bây giờ nghe lời Như Đức niệm Phật, nguyện trước Phật, từ hôm nay con không dám bắt hiếu với cha mẹ, không dám kênh với cha mẹ nữa, không dám nghinh bặt với cha mẹ nữa. Phát cái nguyện đi, từ từ nó giảm bớt. Hồi sáng những đứa kêu lên Tam Bảo quỳ lại, các con thấy kinh chưa? Còn ở dưới quê những đức nghe, có cái ông này, lúc ông còn trẻ, ông mới 15-16 tuổi, mỗi lần cha của ông đi nhậu gì rầy rà một chút thôi là ông lôi cha ông ra sân đánh, ông đánh cha ông. Thì các con biết rằng là 20 năm sau thì thằng này nó có vợ, nó có con nó cũng 10 mấy tuổi. Lúc đó nó nhậu về rầy rà thì con nó lôi nó ra săn đánh. Thấy quả báo kinh khủng chưa? Có nghĩa là cái quả báo là mình đối xử với cha mẹ mình sao thì con mình sẽ đối xử với mình y rang như vậy luôn. Bây giờ nhà Đức hỏi các con, nếu như các con đặt vai trò làm cha làm mẹ người ta mà các con làm cực khổ, có tiền lo cho con mình học hành mà con mình lại ngỗ nghịch với mình, các con buồn không? Đúng rồi, mình nên xem lại, rồi các con sẽ nhìn sâu về định luật nhân quả liền. Những đức nói đây là những lời chân thật đó. Những đức ở bên kia bên mà cũng nghe nói, các con ở bên đây có khi quý thầy gầy sắp xếp mà các con có những đứa không nghe, có vài ba đứa bằng đêm được chờ cái thầy đi ngủ hết cũng lộn xộn lu bu. Các con nhớ nghe những đức nhắc nè, trong chùa có phần âm đó, có hương linh rất là đông đó, bằng đêm nên nằm nghiêm túc đàng hoàng người ta khen, còn bằng đêm á mà giỡn hết là người ta quở đó. Không giỡn đâu. Nên các con nghe lời những đức đi, bữa nay những đức mà nói cái gì là chư hương linh xung quanh chùa người ta nghe hết trơn rồi đó. Bằng đêm mà không nghe lời quý thầy là kẹt lắm á. Có một lần ở bên chùa Hộ Pháp, có cái thằng nhỏ nó vô chùa, nó chạy vòng vòng chùa, nó la nó giỡn hoài. Những đức nói con đừng có giỡn nữa con, các cụ đang ngủ. Những đức vừa về phòng nó chạy vòng vòng nó giỡn, tối lại nó vô phòng nó ngủ. Thì tự nhiên nửa đêm biết sao, hai cái chân nó đưa lên lóc nhà, hai cái chân nó đưa lên lóc nhà, cái đầu chúc xuống, khóc quá trời khóc luôn. Rồi xong rồi kêu những đức qua, những đức nói thôi, nó con nít, nó không biết, thôi tha thứ cho nó đi, nó không dám nữa đâu. Rồi bắt đầu nó không dám như vậy nữa thì không có gì hết. Thấy chưa, nó đâu có đơn giản đâu các con. Trong chùa lại có thằng hộ pháp nữa chứ, nên mình vô đây mình phải ngoan. Mà những đức nói các con nghe, cả ngoài đời bây giờ cô hồn nhiều lắm á. Mình mà lì là mình mà hỗn ẩu với cha mẹ là cái nghiệp duyên nó đến với mình khi mình hết phước. Tại vì mình bắt hiếu với cha mẹ, mình cãi cha cãi mẹ, mình làm cho cha mẹ buồn thì mình hết phước. Khi mình hết phước rồi cái nghe, bắt đầu là cái phần cô hồn người ta tìm mình được. Khi mình có phước ta đụng mình không được đâu, mà khi mình hết phước là người ta làm được liền. Mình đang chạy xe vậy đó, tự nhiên ta bẻ tay lái cho mình té chơi vậy đó. Tại vì mình hết phước. Cái này là 100% luôn. Nhất là những người con bắt hiếu với cha mẹ là tổ phước lớn nhất. Mà vô đây quý thầy gầy sắp xếp mà không biết nghe lời, vậy thì cha mẹ buồn liền. Là đạo đức khuyết cha mẹ buồn. Tại vì sao mình vô đây là tự mình phát tâm vô đây. Các con vô đây phải ngoan. Mà những đức lại bỏ tâm ra cho các con rất là nhiều, dành thời gian cho các con nữa, hiểu không?
Vậy mà không biết nghe là các con thất bại đó. Nên các con nhớ nè, phải có tâm chân thật. Các con bây giờ là con trai, tương lai sau này các con sẽ là một người đàn ông của cuộc đời này. Và có những thanh niên ở đây sau này, các con sẽ là những người lãnh đạo của đất nước được không chừng nữa đó. Tại vì đông người quá mà. Có nhiều thằng trai sau này các con làm chức phận nữa, các con hiểu không? Sau này những đức nhắc các con nè, sau này các con có chức phận gì trong cuộc đời, hãy suy nghĩ cho người dưới tay mình. Đừng có hà khắc người ta, đừng có áp đặt người ta. Vì thì đạo đức các con lớn dữ lắm. Những đức mong rằng những lời những đức nhắc nhở các con, mỗi buổi tu những đức đều nhắc cái gì? Nói thật, không nói lời giả dối, không tham lam của ai, và phải có lễ phép. Thật sự mà nói, như đức thấy các con vô chùa gì là cũng dễ thương lắm rồi đó, ngoan, ăn chay được ở trong chùa là cũng có thiện căn dữ lắm rồi. Bây giờ một số điều những đức nhắc một số bạn ở đây mà chưa ngoan gì mấy, nên sửa đổi lỗi lầm. Như bữa nay những đức nói rồi đó, nên từ đây cho tới ngày đi về phải cho đặc biệt để có cái phước báo. Mỗi thờ tu hồi hướng cho cha mẹ, cầu nguyện cho cha mẹ ông bà có sức khỏe. Còn những người ông bà cha mẹ mất thì cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình được siêu thoát. Các con nên có cái tâm đó nghe. Thì mỗi thờ tu các con phước lớn dữ lắm, phước rất là lớn luôn. Mình có cơ hội vô trong ngôi Tam Bảo mà. Đây là cơ hội đặc biệt để các con tu phước tu duyên. Các con là con trai, những gì mình làm là nhất định sẽ làm được. Bây giờ mình nên phát tâm mình sẽ làm con ngoan. Các con có thể nói thật được không? Đứa nào nói thật được đưa tay lên coi. Bây giờ trước ngôi Tam Bảo nè, chúng ta phát nguyện đời mình phải nói thật. Ai mà nói lời giả dối, bây giờ trời đang mưa nè nghe, ai nói lời giả dối, người đó cái miệng sẽ có vấn đề. Tự những đức suy nghĩ cái miệng có vấn đề sao? Bây giờ bạn nào phát tâm đời con nhất định phải nói lời thật, không nói lời giả dối. Bây giờ trời đang mưa nè, thật lòng phát nguyện đưa tay lên coi. Rồi đưa cao lên. Rồi nhớ nghe, trước ngôi Tam Bảo hứa rồi phải nói thật. Rồi cho chàng phát tay coi. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, việc này là tốt, tuyệt đối làm người của mình. Ai lấy cắp mình sẽ rất là buồn, vì mình làm cực khổ mà ai lấy của mình buồn lắm. Bây giờ của người ta tuyệt đối mình không có lấy cắp. Còn muốn xài cái gì phải hỏi một tiếng đàng hoàng. Bây giờ từ hôm nay các con là người đã là nói thật và không trộm cắp của người ta. Bạn nào muốn làm con người cả đời không ăn trộm cắp của ai hết. Nếu như mà các con ăn trộm ăn cắp của ai là đời các con sẽ nghèo nàn, khổ cả đời, không có cơm ăn. Bạn nào làm được cái người không trộm cắp của người khác đưa tay coi. Nhớ nghe, cái này là tự đưa tay phát tâm đó. Tuyệt đối từ hôm nay không trộm cắp của ai. Chúng ta cho anh chàng pháo tay coi. Rồi giờ những đức hỏi các con là lễ kính tốt hay xấu? Như vậy thì các con muốn làm người có lễ phép không? Người có lễ phép là người biết nghe lời đàng hoàng, đi đâu cũng được người ta thương. Bây giờ các con muốn làm người có lễ phép đưa tay lên coi, phát nguyện. Rồi các bạn nam giỏi lắm, chúng ta cho nhà báo tay coi. Bạn trai đặc biệt quá nghe. Trong tất cả các tội thì tội bất hiếu với cha mẹ là tội nặng nhất. Từ xưa tới giờ có nhiều câu chuyện ông chờ đánh những người con bất hiếu. Hồi xưa dưới quê Nhẫn Đức có một thằng con trai này, nó cầm dao nó vượt mẹ nó, mà chờ không mưa gì hết,
Tự nhiên cầm dao vượt mẹ một phát. Không biết làm sao, chờ không mưa gì hết mà trời sấm sét đánh một phát, người cháy đen hết luôn. Mà cái tội bắt hiếu bị trời đánh ghê lắm nghe, kinh khủng thiệt chứ. Ông trời đánh người đen thui, xong rồi chôn nó. Thì các con biết rằng là chưa được 3 ngày thì chờ đánh ngay phần mộ một phát nữa, nứt phần mộ ra luôn. Kinh khủng không? Nên cái tội mà người con bất hiếu, các con thấy ghê chưa? Bây giờ từ hôm nay nè, các con nghe rõ ràng rồi, giờ những đức khuyên các con nè, nên làm người con hiếu thảo. Dù nghèo cũng cần làm con hiếu thảo nữa. Mà làm con hiếu thảo thì tuyệt đối không bao giờ giành giật của cải với anh chị em. Tại vì mình giành giật của cải với anh chị em là mình con bất hiếu, làm cha mẹ buồn. Bây giờ các con muốn làm người con hiếu thảo không? Đứa nào muốn đưa tay lên coi. Cao lên, mạnh dạn phát tâm nghe. Đời mình nhất định làm con hiếu thảo nghe. Không phải một tay mà là hai tay. Đúng rồi. Rồi lắc thêm cái nữa. Đúng rồi. Hiểu không? Rồi phát nguyện làm con hiếu thảo nghe các con. Cho anh chàng pháo tay đi.